Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Hentai Channel. Và các bạn ơi, hôm nay anh em mình sẽ đến với một cái nhân vật khá là đặc biệt nha. Em này thuộc dòng đó chính là Legend các bạn ạ. Và sở hữu sức mạnh cũng khá là bá đạo luôn. Con này thì nó có một cái khả năng khá là đặc biệt, đó chính là nó hồi sinh nha các bạn. Và ở đây thì em ấy có thêm là thức ăn nha mọi người. Con này nó tạo tới 80 thức ăn trên 1 phút lận nha. Khá là tuyệt vời luôn. Rồi, và anh em mình sẽ bế cái thành viên này đi review nhẹ cho các bạn xem. Nhân vật này của chúng ta sẽ có 4 chiêu. Đầu tiên sẽ là Swirl, thứ hai là mặt trăng, thứ ba sẽ là quyền thở. Cái chiêu này người ta kêu là thần chủng các bạn ơi, hay còn gọi là pu. Còn chiêu cuối cùng sẽ là điện hen. Bây giờ anh em mình sẽ review nhẹ nhân vật này cho mọi người xem. Rồi, ở đây thì đúng rồi, anh em mình ra nghía nhẹ thử cái Advent nha mọi người. Win 3 trận trong khu vực list. Rồi, tới công chuyện luôn. Và các bạn ơi, Hunter thì có bán những cái mảnh rồng cho mọi người nha, để các bạn có thể nâng sao hoặc là summon cho rồng ha. Anh em nào đang cần những cái mảnh rồng gì thì có việc liên hệ trực tiếp với Hunter qua Facebook nha. Link mình để bên dưới phần mô tả của video ha. Và Hunter cũng có nhận nạp những cái gói trong game Dragon City nha. Anh em nào đang cần muốn mở những cái gói gì thì có việc liên hệ trực tiếp với mình qua Facebook luôn nha. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ đến với cái nhân vật đặc biệt này nha mọi người. Đây, con này được cái là cũng khá là trâu nha. Và sau khi mà cái bé yêu này của mình nó bị ngủm á các bạn, có nghĩa là bị người ta bế nhiệt tình á, thì bé ấy sẽ trở lại thêm một nó không phải nó trở lại mà nó sẽ hồi sinh một cái con rồng ở trong tem nha. Wow. Ui Aos Heroic các bạn ơi, con này hơi xịn nha. Rồi, Victory. Quá tuyệt vời luôn. Đây, anh em mình lại đến với lần này thì ba con đều là thuộc dòng Heroic luôn ha. Chỗ này thì anh em mình sẽ đi khèo nhẹ với tuyệt chiêu mặt trăng nha mọi người. Và các bạn thích Hunter review về bé rồng nào, đừng quên để lại bình luận bên dưới video cho Hunter biết với nha. Còn bây giờ, cầm chiếc búa và ôi, lao thẳng đến bé rồng của tên bạn luôn. Wow, sát thương nhân 2 nha, bé này là khủng long mọi người ơi. Wow, lượng sát thương mạnh quá. Bây giờ thì Victory một em nữa. Ca này thì hơi khoai rồi. Rồi, anh em mình lụm nhẹ đi. Đây. Đó, bé yêu của anh em mình bị mất máu nha. Sau đó thì mình sẽ đến với cái thành viên đặc biệt này đi ha. Chúng ta sẽ lụm tem bạn nó trở lại thêm một lần nữa, nó vả mình đi du lịch. Đó, và anh em mình bơm 147.000 máu cho thành viên bên trong các bạn ơi. Wow, một cái lượng máu khá lớn nha. Rồi, Victory luôn, chỗ này thì mình được 5 viên game bỏ túi ha. Wow. Ở đây anh em mình mới có level 61 thôi, cho nên nó là chúng ta đi trêu ghẹo được những cái bạn tầm ngang cơ với mình ha. Ui, ca này có vẻ ổn nha. Rồi, cho bé yêu ra thể hiện kỹ năng nè. Lần này thì với chiếc búa siêu to khổng lồ các bạn à. Wow, Heroic được sát thương x2 với mình kìa. Và mọi người ơi, anh em nào mà chưa có like đừng quên cho mình một like và nhớ đăng ký kênh ủng hộ nhẹ cho Hentai Channel nha. Ôi, hơi căng rồi. Và đây là Cassia. Victory. Ổn các bạn ơi, chỗ này anh em mình sẽ ghẹo ai đây? Wow, nghía nhẹ thử đội hình coi. Rồi rồi, tới công chuyện luôn ha. Nhân vật chính của mình với tuyệt chiêu là điện. Wow, phóng điện đại pháp nè. Ui. Và đây là nhân vật Macaron Gold các... Ui, Macaron băng các bạn, nhầm. Chơi con Macaron Gold rất quen. Bé Macaron băng này thì nó có hai chiêu cũng khá là đặc biệt nha. Chiêu đầu tiên sẽ là hút máu và chiêu thứ hai thì nó sẽ lấy cái lượng máu của nó để tăng thêm cái lượng sát thương gây ra nha mọi người. Và cái lượng đam phải nói rất là khủng luôn á nha. Rồi, Victory qua được một cửa nữa rồi ha. Đây, tầm này Macaron chúa tể máu hả? Mới vô thôi là nó xài chiêu đặc biệt các bạn ơi. Hai thành viên bên trong được úp máu luôn. Mà tính ra là mới vô chưa gì hết mà
chưa có bị mất máu mà bạn ấy đã lo búp rồi. Rồi, thể hiện kỹ năng luôn, một mình. À, để coi cần ba nổi hay không nha. Và đây là Kalmas. Wow, Kalmas không kích hoạt khả năng miễn nhiễm sát thương nha. Chứ nó kích là mình cũng hơi đuối đấy. Wow, anh em mình búp thêm 147.000 máu cho con bên trong nữa rồi. Ôi chà. Wow, chỗ này thì anh em mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi hen. Khu tiếp theo sẽ là khu vực Arena các bạn à. Ui, cái gì đây? Rồi, anh em mình đến với một cái thành viên khá là hậu báo nha. Kalmas các bạn, với khả năng miễn nhiễm sát thương, mình nhớ không lầm là con Kalmas này à. Rồi, bị nó ăn hiếp rồi. 88.000 các bạn ơi. Ui, cay nhờ. Rồi. Ôi, chưa gì hết mà nó bế mình cả khúc máu luôn rồi đây. Tầm này thì mình sẽ cho cái bé yêu này ra. Ôi, nửa cây luôn. À, tầm này thì sao đây? Lắm. Wow, sông đao. Hồi ôi, con này 3 sao luôn hả? Ôi, bạn này chịu chơi dữ hen. Bế thành viên này 3 sao luôn các bạn à. Rồi, bé nãy hồi sinh lại thêm một bé rồng nữa nha. À, ca này thì anh em mình sẽ đến với bé đặc biệt này đi. Oh my god, 70.000 máu, đi du lịch luôn. Mạnh mẽ dữ. Ôi, tem bạn cũng thuộc dạng gọi là ghê gớm á mọi người. Rồi, một hiệp nha, bây giờ anh em mình sẽ đến với đó là... Wow, tiếp luôn, bé khủng long. Ủa lộc, bé rồng lửa gió đi ha. Rồi, Chippy. À, bé này là ma cà rồng đúng không? Cưa nhẹ ma cà rồng với tuyệt chiêu đặc biệt. Wow. Rồi, với cái bộ giáp này thì anh em mình phải đi cưa giáp các bạn à. Với tuyệt chiêu này thì anh em mình quýnh cả hai thành viên. Ui, cái chiêu này nó mạnh quá, nó lỡ tay nó xó luôn một con rồi các bạn ơi. Cay nhờ. Wow. Mình hơi bị bá đạo nha. Vô ghẹo tem bạn như vậy thì con nào chịu nổi chứ hả. Ui, victory các bạn à. Chỗ này thì ấy cha, 70. Và những thành viên này là thuộc dòng một con legend và hai con cấp E. Ôi, cần vậy không hả? Mấy bạn này cũng chịu chơi thiệt luôn. Cho rồng lên level 70 là các bạn biết tốn rất là nhiều thức ăn nha. Nhưng mà ở đây là tem bạn cho hai con cấp E các bạn à. Hai con này thì các bạn người ta bán trong shop ấy. Cho nên đó là anh em mình có thể mua về và lên sao cũng khá là ok. Có cái bé này thì anh em mình cần phải like đây. Và đây là rồng legend một hệ nha. Ôi, cũng khá là gắt. Rồi, cưa nhẹ. Đây, xài chiêu VIP luôn. À, 144.000 máu các bạn à. Rồi, sử dụng chiêu đặc biệt cho tên bạn thấy nè. Wow, mém đi du lịch các bạn ơi. À, tầm này thì mình bế luôn được cả hai con luôn ấy. Rồi. Ui cha, nó búp một cái lượng máu rất lớn cho cái con bên trong. À, vậy là hình như là nó búp cho cái con đầu tiên đó mọi người. Wow, ca tiếp theo. Lần này để anh em mình đổi đội hình đi hen. Ui, tem bạn có hai con heroic và một con legend. Hai sao nha, bé này là rồng miệng rộng. À, solo tay đôi với rồng lửa gió luôn. Rồi. Lao thẳng đến và sử dụng hiệu ứng đấm liên quan các bạn à. Chỗ này à... Đây, cho bé yêu này ra luôn đi. Wow. Rồi, anh em mình sẽ khử nhẹ căng nhờ. Rồi, cho bé yêu này lụm đi ha. Hai thành viên này đều có khả năng hồi sinh hết các bạn ơi.
cho nên là bé này nó không có ngủm được đâu. Sát thương nhân 2. Wow, rồi bây giờ là con này là máu ít nhất nè. Ấy chết chưa, tên bạn nó phải hạ được mình, mình mới hồi sinh được con bên trong các bạn. Bây giờ là nó không hạ được mình thì làm sao mình hồi sinh chứ hả? Ôi, vậy là hy sinh hết một con rồng rồi. Wow, victory ha. Ở đây thì phải đổi một cái bé khác ra thôi các bạn. Rồi, ở đây thì... Rồi, vô kèo luôn. Team bạn thì có một em ma cà rồng. Nhưng mà con này là ma cà rồng băng nha. Anh em mình đang có sát thương nhân 2 luôn. Wow, trời ơi, mạnh dữ luôn á mọi người. Một hit thôi là nó bế hẳn mình đi luôn ấy. Wow, 120.000. Ui, không ổn rồi. Tên bạn mạnh quá. 180. Rồi, xài luôn chiêu đặc biệt nha. Đây, victory mọi người à. Ôi, anh em mình cưa nãy giờ là sương sương cũng được 5 hiệp luôn rồi đó các bạn à. Đây, lụm hen. Chỗ này thì anh em mình sẽ phải đổi một cái bé rồng khác ra các bạn à. Lần này thì đến với bé Mon đi. Chuyển tem. Wow, lụm nha mọi người. Ở đây thì mình thấy đội hình của team bạn là level 40 ha. Wow, ca này chắc có lẽ là phải nhờ đến anh Đại rồi. Một mình cưng ba. Wow, cổ lên anh em ơi. Đây, thành viên này thì có thêm cái khả năng hồi sinh nữa ha. Wow, victory. Ok. Wow, rồi, ở đây thì anh em mình nhận thưởng luôn nha mọi người. Wow. Rồi, và các bạn ơi, anh em nào chưa đăng ký kênh đừng quên để lại cho mình một lượt đăng ký nha. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo luôn nha.